Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tọa đàm đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới. Dự tọa đàm có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của các sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề cập về thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội huyện Hòa Vang, đồng thời đề xuất nhiều vấn đề cần quan tâm để phát triển huyện Hòa Vang. Đáng chú ý là các vấn đề về ứng dụng chuyển đổi số trong quy hoạch, quản lý quy hoạch và các nguồn lực để phát triển huyện Hòa Vang theo hướng bền vững. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại huyện Hòa Vang, việc phát triển kinh tế tập thể, du lịch sinh thái cùng nhiều vấn đề quan trọng khác. Thực tế những năm qua, việc ứng dụng khoa học và công nghệ đã được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của huyện Hòa Vang. Đáng chú ý trong sản xuất nông nghiệp đã hình thành hai khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng với 32 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên môi trường cũng có những chuyển biến đáng kể. Dịp này, Thường trực Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2023.